Thanh Đồng chào mọi người nha. Hôm nay Thanh Đồng nói cho mọi người nghe về cái vấn đề là chúng ta có người thân mất, ví dụ như bé bé Nhi chưa chào đời mất, hoặc là một cái người thân đã có tuổi mất mà chúng ta muốn gửi họ vào một cái điển ngôi nào đó tu, cụ thể như là chùa nè, hoặc là một nơi nào đó thanh tịnh có tu hành, hoặc là chúng ta bị vong oan gia trái chủ theo phá. Nhưng mà cái trường hợp oan gia trái chủ theo phá thì chúng ta phải tu hành, phải lại Phật sám hối và phải trả lại cái ân oán ngày xưa. Còn trong cái trường hợp Thanh Đồng muốn giới thiệu đến quý vị rằng là chúng ta có vô tình hồi nhỏ chúng ta có phá thai, hư thai, hoặc là người thân chúng ta mất do tử nạn, còn trẻ mà mất do nạn, mà chúng ta có cái ý định và ý nguyện, hoặc là vong linh ấy cũng có ý định và ý nguyện muốn về chùa tu hành, hoặc là muốn về điển, về ngôi tu hành hầu. Nếu như mà được đường âm chấp nhận và chấp thuận rước đi về hầu điển thánh cung thần, hoặc là về chùa tu thì quá là tuyệt vời, chúng ta không có cần gửi. Nhưng mà có nhiều người người ta không có vào chùa được, và cũng có nhiều vong á là người ta không có vào chùa được. Thanh Đồng đính chính lại ha, có nhiều vong người ta không có vào chùa được, người ta không có vào điển ngôi được, lý do là ở chùa, ở điển ngôi đó không có nhận. Vì thì có nhiều người á, người ta muốn làm từ nhỏ người ta đã mất bé Nhi trong bụng, vô tình hư thai, hoặc là do suy nghĩ lệch lạc sai lầm phá thai, thì làm sao để mà người ta gửi vong Nhi về chùa? Cái thứ nhất đó là chúng ta nên niệm Phật, lại Phật mỗi ngày để khuyên khuyên là bây giờ con về chùa con tu hành đi. Thứ nhất là phải có sự đồng ý của vong linh, người ta muốn, người ta tác ý, người ta muốn vào thì mình dùng những cái phẩm trợ duyên mình giúp người ta vào, phẩm trợ duyên giúp người ta vào. Và Thanh Đồng nói cho quý vị nghe phẩm trợ duyên ấy rất là đơn giản thôi. Thì thứ nhất á, là ở nhà của mình nấu một mâm cơm ha. Một mâm cơm mình chia ra làm hai, một chỗ thì mình cúng gốc tổ cũ huyền thất tổ của mình, một chỗ thì mình cúng ông thổ đất, thổ thần thổ địa đó. Thì mình nấu mâm cơm mình cúng, mình khấn, mình vái như thế này: nếu như mà bé Nhi mà mình mất lúc nhỏ đó có tên rồi, con đã lớn đã có tên rồi thì khỏi cần đặt tên, chỉ cần kêu tên. Còn nếu như mà bé Nhi mất trong lúc nhỏ trong bụng mà chưa có tên nữa quý vị, mình phải đặt tên, đặt cho nó một cái tên. Mâm cúng ngôi cửu huyền, khấn Nam Mô Phật cửu huyền thất tổ lai nghinh độ, thổ thần thổ địa gia hộ, nay cha mẹ đặt cho con cái tên, tên gì đó, họ tên tuổi, họ tên, đặt cho nó cái tên. Rồi con có cái tên này rồi, sau này con sẽ lấy cái tên này con tu tập đức cửu huyền, cho phép con tên gì đó mình mới đặt cho nó đó, theo mẹ theo cha dẫn con về chùa tu tập, dẫn con về chùa tu tập. Đó là bước một, bước đầu tiên ở tại ngôi cư gia. Sau khi mà mình hoàn thiện bước một xong rồi, mình qua tới bước hai. Bước hai đó chính là mình mua một bó hoa, nhưng mà Thanh Đồng ưu tiên cho hoa huệ đi, tại vì hoa huệ khi mà chúng ta đặt để nó ở góc cạnh nào, qua ngày hôm sau cái ngọn nó vẫn hướng về trời. Quý vị để ý đi, đặt nó nằm nghiêng nằm xéo, cái ngọn nó vẫn hướng về trời, và cái mùi thơm nó rất dịu nhẹ, đó là đặc trưng của hoa huệ. Thì quý vị mua một bó hoa huệ vào chùa, một cái ngôi chùa nào đó, hoặc một cái điển ngôi nào đó quý vị cảm thấy tu hành trang nghiêm, thanh tịnh, có thể là lai độ được vong linh của mình, người thân của mình. Trước khi vào chùa là phải qua cái cổng chùa, cái cổng đình, cổng miếu. Mình phải khấn, mình khấn là Long thần hộ pháp chư thiên bảo vệ điển ngôi này, cho phép cửu huyền đất tổ của con, vong linh bé gì tên gì đó được vào chùa tu tập. Đó là bước 2. Cái bước 2 ha, chỉ là cái bước 2 thôi. Rồi mình đem hoa, đem mình cúng, mình lại Phật, chánh điện. Chánh điện xong rồi mình qua tới bước 3. Mình vào cái chỗ nơi thờ gốc tổ đó, tại vì điển ngôi nào cũng có gốc tổ. Ở chùa thì Đức Bồ Đề Tổ Sư Đạt Ma đó là cầm cái cây có chiếc giày, còn ở điển ở ngôi thì cũng gốc tổ của điển ngôi. Mình lại nghe đó, mình khấn là con tên gì, họ gì, hôm nay ngày mấy, đến nơi này là nơi nào, chùa tên gì, miếu tên gì, đình tên gì, cho con thương độ, cho con nhìn về trần gian để độ thương cho vong linh, cho phép con của con, cháu của con tên gì đó được phép về điển, về ngôi, về chùa tu tập theo chân các ngài, nương bóng từ bi,
lai nghinh tiếp dẫn. Thật sự á, thì khi mà mình có đạo lực hoặc là trực tiếp mình là cha là mẹ mình khấn thì dễ được đồng ý hơn ha, dễ được đồng ý hơn. Còn nếu như bằng sự cốt nhục thâm tình, bằng sự lòng thành thành tâm, đúng một số bước phương pháp là quý vị có thể dễ dàng hơn hỗ trợ trợ duyên cho vong linh con em cháu của mình đã mất được về điển ngôi tu tập. Nhưng mà nhớ nha, phải khấn cho rõ ràng rành mạch, lòng thành tâm, rồi khấn tổ pháp tổ thầy xong rồi độ thương, rồi nhớ khấn rõ ràng là ngày mấy tháng mấy đến nay là đến điển ngôi gì, tên chùa gì, đình gì, miếu gì, xin độ cho con của con tên gì được vào chùa tu tập nương bóng tổ thầy gốc tổ mà tu. Thì quý vị á, Thanh Đồng làm clip này và chia sẻ các bước, bước 1, bước 2, bước 3 rất rõ ràng. Quý vị mà không hiểu á thì quý vị có thể comment trực tiếp để hỏi. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai nữa là mình nên phân biệt rõ ràng là vong linh của quyền tộc họ, vong linh oan gia trái chủ và vong linh thù hằn. Tại vì hiện nay á, mình khó mà nhận biết được là vong linh nó về vì tuổi thân, về để báo oán, về vì thương cốt nhục ngày xưa, nhưng mà tâm họ chắc chắn còn một điều giận. Thì cái đầu tiên là đợi cho vong hết giận thì ta khuyên: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Kính trình quý vị hiểu như ý mà Thanh Đồng nói. Còn nếu như mà cực chẳng đã mà mình không biết làm gì hết, mà mình không gặp được bậc cao nhân, tại vì khi mà mình có được bậc cao nhân, người ta có đức, có phước, có huệ, người ta cúng, người ta khấn giùm cho mình thì nó linh hiển hơn. Còn mình không có phước, mình không có duyên mà gặp được bậc cao nhân mà người ta khấn giùm cho mình, dẫn độ con của mình á, thì mình tự làm được. Mình dùng cái tình thương là thứ nhất, là dùng cái tình thương cốt nhục. Thứ hai nữa là nương bóng từ bi, tôn kính Phật trời. Thứ ba nữa là mình muốn giúp, hối lỗi, chuyển đổi để cho vong linh người thân con em của mình được về cái nơi tu tập. Có tu tập giữ được giới, giữ được định lực thì có tuệ, và họ không có còn sống trong cái dung cảnh đường âm đau khổ. Nam mô Phật. Vì nếu như mà họ còn sống trong dung cảnh đường âm đau khổ thì họ cứ về trần gian, và vô minh mà về trần gian thì lại áp sát quý vị, đeo đeo mắt cá chân, là đeo đầu gối hoặc là đeo vai, làm cho quý vị đau nhức, mệt mỏi, đờ đẫn, hoặc nặng nữa là bệnh vào thân, thổi vào trong cái tâm mình nhiều cái tâm sát, nhiều cái tâm sân, đôi khi là tâm tiêu cực, và những cái mối quan hệ xung quanh của mình dễ bị xích mích. Rất là dễ xích mích. Quý vị đừng có nghĩ là người âm người ta không có tác động được mình nha. Người ta có thể thổi cái suy nghĩ của người ta vào trong tâm của mình được đó. Vì thế là mình thường niệm Phật, cái câu Phật mà niệm trong tâm của mình để mà thả lỏng thân: Nam mô Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mình có duyên với danh hiệu nào mình niệm danh hiệu đó. Tâm đồng tâm danh hiệu mà niệm Phật phải thành tâm, thì cái câu Phật trong lòng mình đỏ lên, sáng lên, thì công hiệu là gì? Là để cho thân mình thanh tịnh, và dùng cái câu niệm Phật ấy trợ duyên thương cửu quyền thân tộc, nếu níu kéo dẫn dắt họ trở về với dòng chánh pháp mà tu. Vì có rất nhiều vong linh đó quý vị, họ kém phước, họ kém may mắn, khi mà họ mất đi họ về đường âm vô tình thôi, dòng đời nghiệp đưa đẩy họ đi theo tà. Có nhiều vong linh người thân của họ trong cái con đường cuộc sống của họ gặp nhiều trắc trở, khi mà họ mất họ đi theo tà nhiều lắm quý vị ơi. Ví dụ như đời sống trần gian mà nghiện rượu, mê cờ bạc á, khi mà mất đi dễ theo tà lắm. Hơn 95% những người sống nghiện ngập cờ bạc, nghiện ma túy xì ke hoặc là cờ bạc nặng á, mất rất dễ đi theo tà. Mà khi họ đã đi theo tà như vậy là họ đâu có thiện đâu, mà vô tình họ là tộc họ của chúng ta, cho nên họ đôi khi được vào nhà chúng ta, mà đôi khi họ cũng không biết là họ đã phá chúng ta nữa. Cho nên đó, chúng sanh thì vô minh, mà cái vô minh nó thẳng ra trần gian là ngu mà kém hiểu biết, mà ngu mà kém hiểu biết cần được ánh sáng để soi sáng. Mà ánh sáng soi sáng nhất tốt là của trời Phật và bậc thánh thần tiên,
chúng ta nương nhờ oai lực chư Phật chư Thánh, chúng ta nương nhờ gốc tổ điển ngôi, hồi chuyển tâm tánh phần vong linh đã mất. Vô tình chúng ta không có biết được, chúng ta đâu có mất thánh, chúng ta đâu có mất thần, mất tiên, huệ nhãn, căn cơ gì đâu. Chúng ta đâu có nhìn biết được họ theo chánh hay theo tà, đúng không? Họ theo chánh thì tốt rồi, họ còn độ ngược lại chúng ta tu. Còn lỡ mà họ theo tà, họ phá dữ lắm, theo tà phá dữ lắm. Dầu cho người thân chúng ta vẫn phá. Quý vị thấy đời trần gian mà con của mình nó quậy không? Có thấy trần gian có đứa con ngoan, có đứa con quậy, có đứa học giỏi, có đứa mà cờ bạc ăn chơi rượu chè hút chích về trộm tiền ba mẹ nữa đó. Có đứa trộm tiền ba mẹ không? Trần gian có đứa ăn cắp tiền bố mẹ rồi, có nhiều vụ là giết chết cha mẹ ruột, à, bà ngoại ruột mà lấy tiền đi chơi game đó. Đường âm cũng như thế, cũng có nhiều đứa rất ngoan và cũng có nhiều đứa lì. Mình độ, mình bên cạnh, mình kính ngưỡng, mình thương, nhưng mà cái trách nhiệm của mình là phải biết hướng chuyển tụi nó trở về con đường thiện. Như trần gian mình dạy con mình thì đường âm mình đâu có biết đường đâu, mà mình dạy mình đâu có nhìn thấy tụi nó đâu. Thì mình gửi cho gốc tổ có trí, có phước, có huệ, có phép dạy tụi nó. Nhưng mà lưu ý nha, lựa gốc tổ nghiêm trang tu hành đàng hoàng thanh tịnh. Thanh Đồng không có khuyến khích quý vị gửi về bên cung thần, tại vì chúng ta là con người trần gian mắc đời tục thế, chúng ta không có biết được ai là chánh thần, ai là tà thần. Quý vị hiểu Thanh Đồng nói không? Mắt mắt chúng ta là mắt đời, mắt tục, mắt dục. Chúng ta không phải là huệ nhãn căn cơ, không phải là thần nhãn tiên nhãn, chúng ta không thể nào biết được ai là chánh thần, ai là tà thần. Cho nên Thanh Đồng khuyến khích quý vị là gửi về chùa, điển ngôi, gốc tổ, nhà chùa ha. Nam mô Phật. Những gì Thanh Đồng chia sẻ rất là mong quý vị hiểu hết, hiểu trọn vẹn, đừng cố tình hiểu sai ý của Thanh Đồng nói. Rất là nhiều người nghe video rồi hiểu sai, mà Thanh Đồng cảm giác là cố tình hiểu sai đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cầu nguyện trên Đức Phật, Đức Trời gia hộ cho tất cả chúng con hiểu đúng, hiểu đúng, hiểu đúng, hiểu rất rất đúng và làm đúng. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Tổ Pháp, Tổ Thầy, chứng độ Đại Từ Bi.